Giờ cái mũi nhau đi, ta tiếp tục vỗ tay lớn hơn. Sờ nhá, sờ người gần bên nhá. Sờ cái tay nhau đi, sẽ mai có ngày mùng gì. Sờ cái tay nhau đi, sẽ mai có ngày mùng chi. Mình là anh em mà có chi đâu mà ngại ngần. Sờ cái tay nhau đi, ta hãy sờ cái tay nhau đi. Tiếp tục vỗ tay. Chọn lép nhau đi, sẽ mai có ngày mùng gì. Chọn lép nhau đi nè, sẽ mai có ngày mùng chi. Mình là anh em mà có chi đâu mà ngại ngần. Chọn lép nhau đi, ta hãy chọn mạnh lên đi. Tiếp tục nhá. Sờ lúc tung nhau đi, sẽ mai có ngày mùng gì. Sờ lúc tung nhau đi, sẽ mai có ngày mùng chi. Mình là anh em mà có chi đâu mà ngại ngần. Sờ lúc tung đi, ta hãy sờ linh tinh đi. Sờ đi. Và xin cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta đã cùng nhau hưởng ứng màn khởi động đầu tiên để nhận quà từ ban tổ chức cho một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi. Và kính thưa quý vị thân mến, liên tục chương trình chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một game show, và game show này mang tên gọi phép lịch sự quý vị ạ. Nên là trên này khi MC hô tôi bảo quý vị ở dưới hô bảo gì. Nên trong từ MC có tôi bảo quý vị làm theo, không có từ tôi bảo không làm theo. Ai làm sai mời lên nhận quà. Hồi giờ làm đúng mời lên nhận quà, nhưng mà chương trình mình khác. Ai làm sai mời lên nhận quà từ ban tổ chức quý vị nha. Vâng, thử nha. Tôi bảo. Tôi bảo quý vị cười ha ha. Cười hi hi. Có từ tôi bảo không ạ? Có từ tôi bảo quý vị làm theo, không có từ tôi bảo không làm theo. Ai làm sai mời lên nhận quà. Hiểu luật chơi đúng không ạ? Vừa rồi xé nhát nha, lần này thiệt luôn nha. Rồi tôi bảo. Tôi bảo quý vị đưa một tay lên. Đưa hai tay lên. Cảm ơn anh Cường ạ. Anh Cường đưa hai tay lên. Anh là người đưa nhanh nhất và người rút nhanh nhất luôn. Thôi cái này không. Anh lên phường nha. Không cãi được. Rồi tôi bảo. Tôi bảo quý vị cười hi hi. Cười ha ha. Vâng, xin mời chị Liên ạ. Vâng, xin mời chị ạ. Chị, em thấy chị vừa cười xong luôn. Không biết cười vì lý do gì, nhưng mà em nhìn xa em thấy chị đang cười. Vâng, xin mời chị Liên lên sân khấu nào. Vâng, xin mời. Ai sai mời lên nhận quà, trời ơi. Mời lên. Vỗ tay động viên chị Liên nào quý vị ơi. Tiếp tục nha. Tôi bảo. Tôi bảo quý vị đưa hai ngón tay lên. Tôi bảo quý vị đưa một ngón tay. Cầm xuống nào. Có nhiều lúc không muốn đâu, nhưng mà bị tình thế ép buộc. Vâng, trên sân khấu của chúng tôi đang là bốn thành viên vừa đẹp trai vừa xinh gái. Những người xinh gái thường hay làm sai, và những người đẹp trai cũng hay là bậy. Bậy trong chương trình của chúng tôi thôi quý vị nhá. Vâng. Và ngay lúc bây giờ con gái con muốn chơi không? Muốn chơi hả? Muốn chơi xuống đây chơi luôn nha. Và ngay lúc bây giờ rap IQ chuẩn bị à. Và khi trên sân khấu của chúng tôi đang có những thành viên rất là tuyệt vời này, mong tất cả quý vị bên dưới chúng ta cùng nhau hướng mắt về sân khấu nha. Và ngay lúc bây giờ MC sẽ phổ biến luật chơi. Khi nhạc lên, MC làm động tác, quý vị làm theo. Hết nhạc, quý vị dừng lại, không làm gì cả. Và khi hết nhạc thì mình không nhạc thì luôn nha. Và game show này mang tên gọi bức tượng thông minh, nên có nhạc thì làm, không có nhạc thì thôi nha. Có nhạc, lên nhạc.
hey hey hey, nhúng 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 anh ta cùng nhúng 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 nè, mình lắc cái quà bên trái rồi mình lắc cái quà bên phải, mình xoay 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 rồi mình cùng xoay xoay xoay, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã xung trần cả năm người như một. À ha, dương dương là đứng yên ạ. Hết nhạc rồi đứng yên. Dạ anh đến từ đâu ạ? Tôi đến từ bên đây. Cái nhà thấy có An mà bức tượng biết nói không ạ? Đã nói bức tượng mà sao nói được vậy? Dạ anh Tuấn ơi, anh có cảm tưởng gì khi đến Măng Đen không? Chị ơi, em thấy là chị cười lúc nãy giờ luôn á, chị có cảm giác gì không chị? Đừng nói. Rồi yêu thương. Khi có nhạc mới làm nha, yêu thương thì yêu thương đấy, nhưng mà mời về là nhanh lắm nha. Rồi âm nhạc, lên nhạc, bắt đầu. Nhúng 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 mà ta cùng nhúng nhúng nhúng, mình xoay một vòng cho nó không khí thêm sôi động nào. Hey 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 hey, bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiền cười. Bước lên một bước nào, cùng nắm tay ta kết đoạn thân ai, trao cho nhau những gì ta muốn trao. Dương Dương là đứng yên bị cháy nha. Có nhạc làm theo. Ai không có nhạc mà làm theo là bị trừ điểm nha. Thôi cô ơi, cô về giùm em mấy cô. Trời ơi, cô cười từ lúc đầu lên tới giờ luôn á. Em ưu tiên cô lắm rồi nhưng mà không ưu tiên được. Dạ, cảm ơn chú. Tên này có ông Dương, em bây giờ cô cười. Rồi có những người là bị sai về, có những người tự nguyện đi về. Đặc biệt thầy Dư, thầy Dư là tự nguyện đi về luôn. Rồi ok, trên sân khấu có 4 thành viên quá tuyệt vời. 1, 2, 3, 4, ok, yêu thương luôn. Rồi con trai tí nữa nhận quà sau, đứng yên đây. Rồi ok, âm nhạc lên. Hey 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 hey, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba con nến lung linh, la 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 la, cháy nguyên một căn nhà dương. Và con gái cười hơi nhiều về. Rồi mình thôi mình cứ dùng đi nha, đứng yên nữa. Chị lo này, chị nãy giờ cười to nhất á, thôi chị về giùm em đó chị ơi. Trời ơi, em muốn ưu tiên chị lắm. Hai thành viên này. Dạ anh Cường thấy sao anh Cường? 1, 2, 3. Dạ, con gái xuống xuống. 3 ngọn nói lên lên tay, con tăng ngọn nói sai rồi. Không không, tại vì sau đó em sẽ bung ra mà, ok vẫn chấp nhận được. Anh Tuấn ơi, nhớ vợ chưa anh? Vẫn cười nha, vẫn yêu thương nha. Rồi, ok, âm nhạc lên, nhảy tiếp nào. Hey, 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 hay anh nhảy cái động tác nào mà đẹp nhất là được nhận quà. Hey, 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 thank you today. Rồi, phần minh phẩm này nhờ quý vị bên dưới, đứng yên nha, đứng yên vị trí nha. Nên là bây giờ khi MC hô số 1 và khi MC hô số 2, số 1 hay số 2 được chàng vỗ tay to nhất thì số 1 hay số 2 sẽ giành chiến thắng được không ạ? Thành viên đó sẽ giành chiến thắng, hiểu được chơi đúng không ạ? Nên là phần minh phẩm này tại sao hai người vừa nhảy đẹp mà cũng có cười luôn. Nên là giờ mời hết thì đâu có ai nhận quà đâu. Nên là thôi, mời quý vị bên dưới chúng ta cùng nhau vỗ tay nha. Rồi, số 1 và số 2 nha. Thành viên số 1 vỗ tay cũng to đấy. Thành viên số 2 đúng rồi. Số 2 có người nhà đi theo. Không phải. Rồi số 2 có người nhà đi theo nên là số 2 xứng đáng nhận quà. Vỗ tay. Vâng, thank you tất cả quý vị. Và xin mời về vị trí. Nên là lúc nãy giờ khi mà mình chơi cái game đầu tiên, thấy các bạn nhỏ bên dưới ai cũng muốn hồ hởi, ai cũng muốn nhận quà hết đúng không ạ? Nên là ngay lúc bây giờ mời những bạn nhỏ của trường trung học cơ sở Tam Quan
Ai muốn nhận quà di chuyển lên sân khấu nhanh nhất chú tay tặng quà lên nha. Rồi ai di chuyển lên nhanh nhất thì sẽ được nhận quà nha. Rồi có ai được không? Con muốn nhận quà không? Lên này. Anh kia mà chưa hỏi xong à? Đi kia chưa hỏi xong à? Rồi ai di chuyển, còn bạn nhỏ nào muốn nhận quà không? Lên đi vô. Ok, bạn nhỏ nào muốn nhận quà nào? 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn bạn nào không? Hey. Rồi lên con. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, thank you đây. Những bạn nhỏ trên sân khấu là những bạn nhỏ rất năng động. Và những bạn nhỏ trên sân khấu là những bạn nhỏ rất dễ thương. Và những người dễ thương thường dễ có quà. Đúng quý vị. Nên là bây giờ chú Tây sẽ cùng các con chơi một game show được mang tên Tôi Cần. Các con nha. Nên là khi chú Tây khi hô tôi cần, các con sẽ hô cần gì Khi chú Tây nói món gì thì các con sẽ chạy bên dưới và lập tức nhặt món đó lên đây cầm trên tay để chú Tây thẩm định. Bạn nhỏ nào mà nhặt nhanh nhất thì bạn nhỏ đó sẽ giành chiến thắng. Đã hiểu luật chơi chưa? Đã hiểu luật chơi đúng không? Thử nha. Tôi cần. Tôi cần các con xuống bên dưới giúp chú Tây mỗi thành viên, mỗi người mỗi sợi dây nịt nào. Bắt đầu. Dây nịt. Bạn nhỏ nào nhanh nhất thì bạn nhỏ đó sẽ giành chiến thắng cho cuộc chơi này. Dây nịt nha. Rồi, những thành viên đầu tiên, hộp 2. Dây nịt đâu? Lột đi con ơi. Lột nào. Hey. Lột đi. Không xâm phạm tới MC nha. Xuống dưới. Lột ra. Rồi ok, thank you các con. Mời các con di chuyển lên sân khấu nha. Phần này chú Tây chỉ vừa nhát thôi các con. Công nhận nhát mà chơi thật hơn tính luôn quý vị. Vỗ tay cho tinh thần các con được quý vị. Và xin cảm ơn các con rất nhiều. Một hai ba, chúng ta xin lưu ý bỏ bốn gia đình xuống ghi tâm giúp chúng ta. Rồi chuẩn bị nha. Bây giờ chú Tây cần các con xuống bên dưới bất chấp chú Tây mỗi người một cộng tóc lên sân khấu. Bắt đầu thâm nhạc lên. Hey, tóc đâu? Bất tóc người thân nào bước lên. Hey. Có tóc chưa? Lên tóc nào. Rồi ai chưa có nè. Hey. Rồi thank you DJ. Rồi chú Tây thẩm định cái nha. Quý vị bên dưới hướng mắt nha. Thẩm định là quý vị cũng chấm điểm giùm MC nha. Rồi bạn đầu tiên tóc này là có một cộng nha. Bạn thứ hai bước tới hai cộng. Bạn thứ ba cộng này hơi xăng nha. Không biết là tóc uống hay là lộn cộng không biết nha. Rồi bạn này là không phải là cộng tóc mà là một chùm nha. Một chùm là chùm gì quý vị ở dưới chúng ta cùng nhau thẩm định nha. Rồi con nhìn không thấy luôn hả? Rồi con có chưa? Trời ơi bà này xuống bước lông chân hay sao cái một đùm luôn. Trời ơi con ơi. Rồi ok yêu thương luôn. Rồi ok, những bạn nhỏ rất là nhanh, rất là nhạy bén. Nói có tóc là có tóc liền, ok cảm ơn các con. Rồi thả cho nó theo dòng gió đi. Ok, bay lên cái nào. Ok, và bây giờ tiếp tục nha. Tại quà lớn lắm. Bây giờ chú Tây sẽ hô các con xuống bên dưới nhận cái chú Tây nha. Bây giờ chú Tây cần các con xuống bên dưới nhận giúp chú Tây mỗi người một cái túi sách nào. Bắt đầu. Túi sách đã có đầy đủ chưa? 1, 2, 3 rồi. Công nhận bạn kia nhiệt tình ghê. Ngoài cái túi lớn còn bóc luôn cái túi nhỏ nữa. Quá yêu thương. Rồi 1, 2, 3, 4. Trời ơi túi sách ai cũng đẹp. Bỏ xuống dưới chú Tây. Bỏ xuống đất luôn để yên nha. Điện vị trí nha.
Rồi, bây giờ phần này là phần quyết định nha. Các phòng liên tục bất nhiệt tình chúng tay, ai được nhiều sợi nhất sẽ giành chiến thắng. Bây giờ các con sẽ chạy xuống bên dưới, bước giúp chú tay mỗi người nhiều cộng lông chân hoặc nhiều cộng lông tay nhất. Bắt đầu! Lông chân lông tay càng nhiều càng tốt, ai càng nhiều thì sẽ được quà. Trong vòng 60 giây, đi đâu! Bước đi con! Lưu ý lông chân lông tay nha! Bước nhiệt tình! Không được bắt những cộng tóc không ra thành những cộng lông nha! Quý vị nha! Cộng tóc khác, cộng lông khác nha! Rồi, bạn nhỏ đầu tiên chị hăng hái lắm rồi, rớt mất 3 cộng rồi. Rồi, bạn nhỏ thứ hai đã có lâu rồi. Bất nhiệt tình coi, cứ bất nhiệt tình rồi. Rồi, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. Bạn nhỏ nào, bạn nhỏ này bất nhiệt tình. Trời ơi, bất xúc quần luôn. Bất mà chị là xúc quần luôn quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hình như các bạn nhỏ xuống bất xong đó là mẹ mắng hay sao ở dưới luôn. Không bớt được hả? Rồi ok, con nhận quà nhỏ nhất nha. Rồi ok, yêu thương. Và vừa rồi chú tay thẩm định xíu. 1, 2, 3, 4, 5. Không biết ở đâu mà được chứ. Rồi con, đây cộng tóc nha con. Con bớt lộn cộng lông rồi, không có cộng lông tay nào mà dài như cộng này nữa. Rồi chú tay thôi. Rồi con bớt nhiệt tình lắm nhưng mà rớt mất 3 cộng rồi. Rồi cộng này hơi xăng nha. Hơi xăng nha. Rồi cộng này là nhất. Cộng tóc mà nhìn không thấy luôn. Thiệt. Trời ơi, đưa cái tay không này luôn hả? Chú có nha chú. Đồng ý là chú mắt hơi kém nhưng mà không có cộng nha con. Rồi ok. Ok, yêu thương luôn. Rồi tự xử luôn. Rồi ok, cảm ơn những bạn nhỏ quá tuyệt vời đã cho chúng ta có những khoảnh khắc rất đặc biệt đúng không? Rồi mình cho theo nó cơn gió đi. Thả. Rồi ok, yêu thương. Cho một tràng vỗ tay thật lớn vì tinh thần các con là quý vị ơi. Nên là trên đây ai cũng xứng đáng được nhận quà. Rồi các con chia nhau nha. Chia nhau. Chia nhau nào. Ok. Chia nhau. Rồi cảm ơn các con rất là nhiều. Và ai cũng xứng đáng nhận phần quà đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, quá tuyệt vời quý vị ơi. Và trong lúc nhận quà xong, các con vui lòng mang những cái giá trị, những cái túi sách đưa lại cho bố mẹ với chúng ta nha. Vâng, mang về vị trí nha. Rồi, đã có quà hết đúng không? Ai cũng có quà và ai cũng được yêu thương trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Chúng ta có mặt tại Măng Đen Đại Ngàn, quý vị nha. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì trong chương trình của chúng tôi, ngoài những ca khúc gửi tặng đến tất cả quý vị mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên, ngoài những game show, ngoài những phần quà giá trị của ban tổ chức, thì ban tổ chức của chúng tôi cũng mong muốn nhận được những lời ca tiếng hát của tất cả quý vị bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau đăng ký những bài hát để cùng nhau giao lưu trong đêm tiệc ngày hôm nay quý vị nhé. Và kính thưa quý vị thân mến, liên tục chương trình xin mời tất cả quý vị bên dưới chúng ta cùng nhau thưởng thức một giọng ca quay lại sân khấu. Xin mời Lê Hà. Xin mời. Vâng, tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ichidia, ca khúc Em Là Cô Gái ED. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.